Hi, welcome back. Okay. Thank you.
các bạn sẽ phải đi tìm tiếp hai ngôi nhà còn lại. Và khi trả lời đủ tất cả là ba câu hỏi trong từng ngôi nhà một, thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được chapter 2, chuyển sang chapter 3. Trong mỗi chapter thì sẽ có những con đường khác nhau và những câu hỏi khác nhau. Tổng tất cả là có 6, 3 câu hỏi. Và mỗi một câu hỏi thì có trong một ngôi nhà khác nhau. Các bạn sẽ phải đi tìm, cố gắng tìm từng ngôi nhà một để trả lời. Và khi trả lời đủ 3 câu hỏi thì lúc đó các bạn sẽ đến đích cuối cùng phát lành sáng và các bạn sẽ hoàn thành tập này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đây không? Fight!
Let's go. Okay, let's go. Father, get the show.
Wow!